Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang Trích Châu Vận Sao Tứ Biên. Con xin phép đọc tiếp tục lá thư ngày hôm qua, lá thư số 28. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2020, giáo nhàng có một số những cái điều của Tổ sư Ấn Quang chỉ dạy lúc hành trì để chia sẻ đại chúng, mong đại chúng cố gắng lắng lòng để nghe. Dạ, A Di Đà Phật. Cái việc mà Tổ sư Ấn Quang thường nhắc đi nhắc lại, gặp nhau nên bảo ban cho nhau cạn lòng thành, tận lòng kính, thì đá vàng nó cũng nứt. Vậy cho nên hình ra là cái việc mà mình tu mà nếu không khởi được lòng thành kính thì giống như diễn tuồng hát xiệc, đóng tuồng chơi, không có kết quả đâu. Chỉ là gieo cái viễn nhân rất là xa xôi. Không những mình thành kính đối trước Phật, thành kính đến danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, danh hiệu Phật, mà giữa con người với con người, giữa con người với con vật, phải hết lòng thành kính với nó. Một phần thành kính là một phần công đức. Bữa hôm Hồ Tiểm Long qua gặp Hòa Thượng Tịnh Không chia sẻ về cái việc thập niệm. Hòa Thượng nói dẫu cho thập niệm nhiếp tâm được mà không có một phần thành kính, không có 10 phần thành kính, không có 100.000 phần thành kính, thì nhiếp tâm đó chỉ là gieo cái viễn nhân. Hòa Thượng lãnh hội được chỗ này. Giờ muốn khởi tâm thành kính thì phải có cái biện pháp của nó. Lễ Phật vẫn là biện pháp khởi tâm thành kính tốt nhất. Như chỗ này là chỗ đại chúng lãnh hội và chiêm nghiệm cho sâu sắc. Vì có tâm thành kính không dám khinh người khinh vật, mà phải tôn kính người tôn kính vật. Cái điểm này đại chúng nên coi về cái phần thành kính của Tổ sư Ấn Quang nói. Các anh cuốn sách nhỏ, văn sao có đủ, Tinh Hoa Lục, xem kỹ chỗ này. Giới nhàng chỉ nhắc sơ chứ không có thời gian nói nhiều. Vấn đề kế tiếp đó là người niệm Phật nếu trầm hâm chỉ lo niệm Phật không, lẽ dĩ nhiên chuyện này là phải vui mài chuyên nhất câu Phật hiệu, danh hiệu Quan Âm. Nhưng mà không khởi được tín nguyện thì người này vẫn không được vãng sanh đâu. Có người hỏi niệm Phật không nhất tâm không thành phiến, như vậy có được vãng sanh không? Ngài nói đừng có nghĩ rằng không thành phiến, không nhất tâm, không được vãng sanh. Vãng sanh hay không do tín nguyện. Lúc lâm chung ông chỉ cần 10 niệm thôi. Chỗ này là cái chỗ cốt tủy yếu quyết. Khởi tín nguyện thì hàng ngày phải tụng kinh A-di-đà và luôn luôn trong thâm tâm mình muốn vãng sanh. Và muốn xả ly ta bà này, ta xem đây là quán trọ, có cực lạc là quê nhà sẵn có. Thường khởi niệm này, mong mỏi ngày đêm Phật rước càng sớm càng tốt. Nếu niệm Phật không khởi được cái loại tư tưởng này thì không được vãng sanh. Đó là cái yếu quyết thứ hai mà đại chúng xem lại tín nguyện ở trong Tinh Hoa Lục. Học gia ngôn lục cũng có. Coi đi coi lại, coi đi coi lại, coi vài ngàn lần thì để kia mới tự hiểu. Vấn đề thứ ba hôm nay hành trì đó thì giáo nhàng coi trong văn sao Ấn Tổ nói với ông Trí Thoát phải chia làm ba ban. Giáo nhàng kẹt từ lúc mở pháp hội 2007 đến ngày hôm nay mới hiểu ra được lời Tổ dạy chia ba ban. Một ban niệm ra tiếng, hai ban không niệm ra tiếng, nghe tiếng người đó niệm, nghe tiếng cái ban thứ nhất niệm. Mấy hôm nay cứ suy nghĩ hoài chuyện này. Khi mình đọc một điều gì, mình hiểu một điều gì, mình mong muốn một điều gì, thì mình phải suy nghĩ, suy tư cho nó thấu triệt, rồi bắt đầu mình mới vỡ lẽ.
cũng như những người đó họ muốn làm một kinh doanh, một cái nghề nghiệp gì đó, toàn tâm họ bỏ trong đó. Ấn Thọ nói tu pháp môn niệm Phật để liễu sanh thoát tử mà không để toàn tâm vô thì không bao giờ thành tựu. Người ta làm một cái ngành nghề về thế gian, học vị, người ta cũng để toàn tâm hướng trôi, chi là cái chuyện nghiên cứu Phật pháp tu hành. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà chia thành ba ban thì Giác Nhàn mới có cái suy nghĩ này, sáng nay mới vỡ lẽ ra. Bây giờ cái ban thứ nhất mình lấy là cái máy thôi, chứ bây giờ nếu mà bây giờ 30 người mà 10 người làm một cái ban niệm Phật thì người này niệm kiểu này, người kia niệm kiểu kia, nhanh chậm á, thì nó sẽ không có đều câu Phật hiệu. Người nghe vẫn phân tâm, người đi kinh hành chung niệm vẫn phân tâm, người lễ Phật vẫn bị phân tâm, không có mấy giữ nhịp. Bữa Giác Nhàn nói với thầy Nhuận Minh, thầy nói đúng. Như vậy bây giờ là mình có một cái ban, đó là cái máy rồi đó. Dù đi kinh hành là 3-3-4 nè, lễ Phật mình có cái máy giữ nhịp nè. Thì kinh hành 3-3-4, nếu ai nhớ số được thì tốt. Giác Nhàn mới coi cái đoạn hôm qua, người nói có nhiều lúc tôi không nhớ số, tôi niệm thẳng. Bởi vì tâm lực tôi không đủ thì tôi nhớ số nó hao tâm lực, cho nên tôi bỏ số. Cái gì nhớ không được thì đừng có ráng bỏ, giữ nghe cho kỹ. Đọc văn sao phải thấm nhuần chỗ này, đừng có chấp chặt một cách tôi không nhớ số được, tôi không niệm Phật được. Không phải. Cái bí quyết của nó là từ tâm khởi, thoát ra miệng, lọt vào tai, thành kính, chí thành tận kính luôn. Còn cái chuyện nhớ số được thì tốt, không nhớ thì 1, 2, 3. Không nhớ 1, 2, 3 được, cứ lắng nghe câu Phật hiệu, rất thoải mái, không gò ép nó. Hít thở được bao nhiêu đã hít, mình có hơi sâu, mình tâm lực đủ mình hít sâu. Còn không có thì mình hít vừa, đừng có ráng nó. Ráng nó thành bệnh. Cái gì ráng là thành bệnh. Như vậy chia ba ban thì sao? Một ban là cái máy rồi, còn toàn bộ đại chúng là cái ban im lặng và cái ban ra tiếng. Ví dụ mình đang lễ Phật thì vừa vô tụng kinh là ra tiếng, đúng không? Chúng tôi thấy là 25 phút, sáng nay tụng là 25, đến dao động 22 đến 23, 24, 25 phút ra hơi rồi, ra hơi rồi. Rồi tiếp tục mình lễ Phật tiếp nữa, ra hơi tiếp nữa một tiếng hoặc 50 phút. Tiếp tục đi kinh hành, ra hơi tiếp một nửa tiếng nữa. Rồi ngồi xuống niệm ra hơi nữa. Thì trong 2 tiếng đó quá nhọc nhằn thân thể, khí lực quá tổn. Sáng nay chúng tôi dậy 2:30 xong rồi, thể dục đồ xong hết, 3:30 vô lễ nửa tiếng. Ra tiếng, tuy rằng là khi mình niệm ra tiếng rồi đó, là một câu Quan Âm, một câu mình, một câu Quan Âm, một câu mình. Nếu tâm lực có thì mình nhớ số cũng tốt. Một câu Quan Âm trong máy là số 1, mình là số 2. Một câu trong máy là số 3, mình là số 4. Vừa quỳ thấp hít hơi vô là số 5, úp mặt xuống thở hơi ra câu là số 6. Và trong lúc đứng dậy là hơi thứ 7. Và cuối xá xuống là hơi thứ 8. Còn 1 đến 8 cũng được, 1 đến 10 cũng được, miễn sao nhớ số là được. Nhưng mà nhớ khoảng 15-20 phút thì bắt đầu nó mệt cái tâm, bắt nó làm nhiều quá. Một là niệm ra tiếng, hai cái tâm mình bắt đầu giữ câu Phật hiểu, ba bắt cái tâm nhớ số nó mệt, bắt đầu thả số. Thả số, thả số thì sao? Không nhớ số nữa thì khác liền, nhẹ liền. Cho nên Ngài nói trong đó có đoạn Ngài nói là nhớ số nó hao tinh thần, nó mệt. Tôi niệm thẳng cũng có, có lúc tôi khỏe tôi quay về nhớ số. Chỗ này kinh nghiệm Giác Nhàn chỉ chia sẻ thôi. Mấy anh em chiêm nghiệm được mà thích dùng thì cứ dùng, còn không thì thôi nha, chứ không có bắt ép đâu. Ở đây có thầy Tánh thì thầy nghiên cứu rất kỹ, mà Giác Nhàn nói cái gì nó lệch ra khỏi là thầy không dùng. Thì như vậy là bây giờ mình đổi lại cái cách mình dụng công, cũng y như hôm trước giờ, không thay đổi cái cách tu mà thay đổi cái thời gian như thế nào cho nó hợp lý. Vô tụng kinh nửa tiếng nè, rồi mình lễ nửa tiếng thôi. Mà lễ nửa tiếng là lễ theo cái lối mà Giác Nhàn câu đại chúng, câu nhớ số vẫn được, từ 1 đến 8 cũng được, không sao. Mà dễ nhớ vô cùng, nó có khoảng cách nghe tiếng bên ngoài là 1, mình là 2, nghe tiếng bên ngoài là 3, mình là 4, cúi xuống hít một hơi vô là 5, và úp mặt xuống thở ra một câu là 6, khi đứng dậy một câu là 7, xá xuống một câu là 8. Nếu vọng tưởng quá chịu không nổi đó, vọng tưởng quá đó, thì nhớ 8 số này thì nó vẫn yên cái tâm. Nhưng mà nó đã im vọng tưởng rồi mà mình ép nó vô nữa đó, thì nó vừa là nhớ số mà vừa là nhớ câu Phật hiệu,
mà vừa là mình phải nói là ra hơi nữa thì nó đuối, đuối chắc luôn, thả số, lắng nghe câu Phật hiệu, hít thở đều. Rồi lễ nửa tiếng đây, cho lễ nửa tiếng thôi, bắt đầu ngồi, không cho nó đi nữa. Bởi vì cái thân đang lễ là động, ngồi đang tụng vẫn là động, bằng cái khí lực cái miệng mình động. Rồi mình đi nửa thân vẫn động, dẫu cho niệm thầm trong tâm thân vẫn động, không lấy lại khí lực nổi. Cái này hồi sáng áp dụng. Mà áp dụng hồi sáng là nó chưa có vô cái khuôn khổ, tụng nửa tiếng xong rồi đi lễ nửa tiếng, bắt đầu đi nửa tiếng 20 phút, vô ngồi nghĩ là 10 phút nó khỏe để mình lễ tiếp, nhưng mà ngồi 10 phút chưa khỏe, phải ngồi nửa tiếng bắt đầu mới hồi phục lại. Cái lưng nó hết nhói, khí lực nó lên sung mãn trở lại. Ồ đúng rồi, như vậy là phải có ngồi, phải có ngồi để cho nó hồi phục. Ngồi mà lắng nghe nha, không không niệm ra tiếng, không lắng nghe. Mà lắng nghe 3, 3, 4 không bằng lắng nghe là một câu giác nhàn A-di-đà Phật, một câu mình niệm trong tâm, thì nó có cái sức niệm trong tâm thì nó hồi phục lại nhanh hơn. Cái này là theo dõi từng chút, bởi vì cứ vô công phu là nó hay mệt. Mình làm không đúng ngày dạy. Ngài nói nếu niệm Phật mà chia ban suốt ngày không mệt, thì bây giờ cái máy là một ban rồi. Thì mình đang lễ Phật, có nhiều người bữa đó họ lễ không đủ một tiếng, họ ngồi xuống họ lắng nghe luôn. Dĩ nhiên lúc đó phải lắng nghe chứ không thể mở câu khác được. Nhưng mà mở một câu giác nhàn A-di-đà Phật, một câu mình niệm trong tâm khác, khí lực bắt đầu nó lại trong vòng khoảng 5 phút. Miệng không ra hơi, tâm của mình lắng nghe một câu để nó kích động cái tư tưởng mình lên để nhớ câu Phật hiệu. Một câu trong tâm, cái bắt đầu là nó hồi phục lại cái khí lực. Nó hồi phục lạ lắm, người nó sung mãn, đúng câu Phật hiệu là phải nói là sung mãn. Rồi nửa tiếng ngồi thì bảo đảm dư khí lực để mình đi. Là trong vòng 2 tiếng nhấp nhoáng qua ngay tức khắc. Còn chiều đại bi thì mình lễ 1 tiếng, mới vô khỏe lễ 1 tiếng. Khi ngồi trì đại bi mệt lắng nghe, một nhìn vô trong cái bài chú đại bi, còn không nhìn nữa thì nhiếp tâm phủ đôi mi, nhìn cái chóp mũi trắng sương tiếp trên cái lỗ mũi, và lắng nghe im lặng khoảng 5-10 phút, hồi phục lại bắt đầu tụng tiếp. Tụng dư đủ nghe với cái tiếng đại bi. Một là thầm, thầm thì nó không có đủ sức, còn không thì mình ra tiếng nhỏ. Vừa cái miệng mình bắt kịp theo cái chữ trong cái máy nó dìu mình đi thì không mệt. Thầy Minh buổi chiều thầy ngồi thầy làm 50 biến đại bi hơn 1 tiếng. Có lúc thầy mệt thầy im lặng thầy lắng nghe, xong thầy nhẹ nhẹ thầy dìu đi theo nó. Cái này là kinh nghiệm bản thân, nếu đại chúng dùng được thì dùng. Đại bi lễ ổn, không có gì thay đổi. Vì lễ 1 tiếng ngồi xuống trì là coi như nó hồi phục sức lại đó. Biết cách để vận dụng trong lúc trì đại bi thôi, là nó hồi phục sức thôi. Như vậy thì mình tu suốt ngày không mệt. Hai thời không là gì hết. Còn nếu không biết vận dụng thì tụng ra tiếng rồi lễ 50 phút ra tiếng, đi nửa tiếng nữa rồi hết sạch, không còn một chút khí lực gì. Coi lại đi. Thì bây giờ mình tìm cách nào đó để cho người niệm Phật không tổn khí và không chán. Một số các vị như ở đây, có một số mấy thầy, chúng tôi thấy mấy thầy luôn, lên bắt đầu ngủ, ngủ tới luôn, ngủ đã xong rồi bắt đầu dậy tụng, tụng thao khí lực rồi nhảy ra. Ở trong này chịu không nổi rồi phải kiếm chuyện đi học đi chỗ khác. Không bao giờ ở nổi. Sợ luôn. Lên là sợ. Một là ngủ, hai là tán loạn. Bởi vì khí lực nó ra nhiều quá, tâm nó tán loạn liền. Mấy bà già kiểu này, giác nhàn đây 50 tuổi mà mấy 49 tuổi mà mấy bà già đây thì làm sao đủ sức mấy bà cày như vậy được. Cho nên ngài rất quan trọng về cái chuyện tổn khí chia làm 3 ban. Bây giờ mình một ban là cái máy thôi. Đúng không? Ngồi thử coi, ngồi thử nghe một câu trong mấy, một câu mình phải nhớ trong tâm niệm cho mạnh thì nó mới hồi phục lại. Cho nên ngài mới nói là thường niệm Phật thầm trong tâm để dưỡng hơi mà. Coi kỹ lại đi, mình có niệm Phật thầm trong tâm không? Hoàn toàn trong 2 tiếng là niệm ra tiếng. Rồi bây giờ đi ăn cơm nói chuyện như vậy nữa, rồi chút nữa tiếp tục cứ nói, cứ nói, cứ nói, làm sao vô công phu nói. Coi lại. Cái thời đại bi là lúc buổi chiều đó là hợp lý. Nếu mà lúc tối như hôm qua giảng nhàn trì lạy 1 tiếng trì đại bi, tối bắt đầu nó hụt hơi rồi. Nó khó vận dụng vô cùng cái pháp tu của mình. Hồi chiều hôm qua đi lên gặp
Ông Đức Ban Tôn Giáo có công chuyện về là mình bỏ thời Đại Bi với lạy Quan Âm, mình vô mình kêu là bây giờ phải bù lại, mà bù đúng cái lúc buổi chiều đó thì nó ổn không có gì hết, nhưng mà buổi tối nó hơi đuối bởi vì cái hơi nó ra liên tục, mình không có vận dụng biết cái lúc Đại Bi để mình lắng nghe nhiều hơn, nghe vẫn có công đức. Đó là cái chuyện mà hôm nay Giác Ngàn nói những cái quan trọng, cực kỳ quan trọng để cho Thầy Tánh với Thầy Minh bắt đầu vận hành ở dưới này, và Thầy Thiện, Thầy Phiên, một số các vị trên đó vận hành, và chú Bá xem lại cái cách chút xíu nữa sẽ gửi trên đó có cái máy, chú Bá lấy cái máy nhỏ này ra có một cái âm điệu niệm Phật A-di-đà Phật, Giác Ngàn mới thâu, có một khoảng cách. Thường nó có khoảng trống là cái tâm rất dễ chịu và rất dễ bắt kịp. Còn nghe liên tục thì câu Phật hiệu nó cứ nhồi cái não mình, miết mình nghe để mà nhập, khó, cực kỳ khó. Thì Giác Ngàn mới thấy là cái cách mình tu bữa nay mình điều chỉnh một chút xíu, có lúc mình ngồi lại và người hôn trầm quá họ quỳ lên họ lạy nhẹ thôi. Mà thường buổi tối là không hôn trầm, hay buổi sáng hôn trầm mình lỡ mà tụng kinh một nửa tiếng mà lễ nửa tiếng thì còn đâu hôn trầm nữa đâu. Chỉ họ chán họ không tu thì họ muốn ngủ thôi chứ còn không bao giờ hôn trầm được. Rồi nửa tiếng ngồi nữa, rồi nửa tiếng đi kinh hành thì còn như là 2 tiếng thì mình bớt kinh hành lại 20 phút, còn 10 phút là hồi hướng. Nửa 20 phút cho 25 phút như Thầy Tánh hồi sáng nghe Thầy mở máy Thầy tụng thì khoảng nửa tiếng xong hết là đảnh lễ 12 danh hiệu Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc rồi đó, xong hết rồi đó là khoảng hơn nửa tiếng một chút, rồi lạy nửa tiếng đừng có cho nhiều, lạy để vận hành cái cơ thể mình khi ngồi lúc tụng kinh, rồi ngồi lại đừng cho đi nữa, đi nữa nó vẫn tản khí, ngồi lại nửa tiếng. Nếu ai thấy mà ngồi nó hơi buồn ngủ mà nó không có thông được, hơi hiu hiu là mình lạy chậm, thiệt chậm, nghe cái tiếng Phật hiệu mình lạy thiệt chậm. Nay nó thêm một âm điệu là một chữ, một bốn chữ là A Di Đà Phật, Giác Ngàn, rồi đại chúng niệm một câu, cái này rất nhẹ, mình lễ từ từ xong rồi bắt đầu mình kinh hành 3-3-4, 2 tiếng không thành vấn đề, 2 tiếng không thành vấn đề. Còn không thì nó đã tổn khí rồi thì nửa tiếng nó cũng văng, chứ đừng nói 2 tiếng. Đó là nói như vậy để sáng tối ở trên đó áp dụng. Và trì Đại Bi, và trước khi trì là lễ để nó vận hành cái khí huyết. Thầy Thiện và ai cũng nói cách này là hay, nên lễ trước. Rồi bắt đầu ngồi xuống nó mệt rồi mình tụng ra tiếng hay không là tùy nghi của mình. Ổn. Hôm nay mục đích chính là Giác Ngàn nói những cái điều đó. Và hôm nay cái này là quan trọng hơn nữa, là bây giờ vừa rồi là 15.000 cái máy gần 1 tỷ nhỏ đó là cho mọi người, đưa cho họ văn sao niệm Phật, không chỉ cho họ, họ vứt hết toàn bộ đại chúng quý thầy, bỏ hết, nghe một thời gian là vứt bỏ hết, uổng, cực kỳ uổng tiền tâm bảo. Bây giờ 2.000 cái là 1 tỷ 3, gần 1 tỷ 4, nên đóng cửa khẩu mang về không được mà có màn hình. Mà khi có màn hình mà mang đi như vậy bất tiện vô cùng, chỉ để ở nhà thôi, không có mang đi được. Mà Ấn Tổ Ngài nói là trong mỗi thời mỗi lúc phải niệm được câu Phật hiệu, không niệm được cũng phải nghe. Bây giờ bằng cách nào? Chỉ có cái máy này thôi. Bây giờ cái máy này nó có 7 cái phần. Thứ nhất là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Giác Ngàn giới thiệu từng cách để đại chúng dùng. Thôi bây giờ giới thiệu từng cái đi, trong này nó sẽ giống nhau hết. Đây, cái này đầu tiên, nghe Quan Tham Bồ Tát có khổng trống. Rồi. Quan Tham Bồ Tát này thì Ấn Tổ nó niệm trong tâm được. Thì Giác Ngàn mới ngồi suy nghĩ ra, và hồi hôm qua nghĩ ra nó như vậy. Ban ngày mình đi mình niệm để mình dưỡng khí, dưỡng cái khí lực là mình niệm trong tâm. Thì Nam Mô Di Đà Phật thì chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Còn Nam Mô Quán Tham Bồ Tát thì niệm 5 chữ Quán Tham Bồ Tát. Thì Quan Tham Bồ Tát này là một cái cách để mình giữ trong tâm mình, để dưỡng hơi, dưỡng khí, dưỡng thần. Nhiều lúc mình muốn niệm 7 chữ thì mình sẽ tắt đi và mình niệm bằng cách là Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát. Hoặc giả mình mở trong này có Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, có một cách khoảng ra. Thì cái cách khoảng đó là mình niệm được 2 câu thầm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, hoặc một câu thưa ra. Còn nếu mình mở Quán Tham Bồ Tát luôn mình niệm trong tâm cũng được, tùy theo đó mình vận dụng sao cho nó ổn. Thì buổi có những người họ gặp nạn, tâm họ bất an, họ niệm Phật không vô, hoặc sao đó không biết, gặp những cái chiến với chướng duyên gì đó, thì họ mở từ lúc sau khi công phu sáng là Quán Tham Bồ Tát luôn, họ
nương theo bằng trong tâm họ. Khí lực người này kém thì dùng cái cách là Quán Tham Bồ Tát luôn. Tối Giác Nhàn mở Quán Tham Bồ Tát từ lúc tối bắt đầu cho đến sáng, cái tâm mình nó nhiếp vô câu Quán Tham Bồ Tát rất sâu và thấy yên ổn vô cùng. Nếu mà mình dùng cái cách này để dưỡng khí thì rất tốt. Ai tổn khí hoặc giả có thể mình ngồi mình làm việc á, thì mình mở ra năm chữ nghe vẫn tốt. Còn không thì có những người họ đang niệm Phật yên ổn không có chuyện gì hết, thì buổi sáng họ mở A Di Đà Phật để họ nghe một câu Giác Nhàn, một câu họ. Rồi chiều họ mở Quán Tham Bồ Tát, họ nghe một câu Giác Nhàn, một câu họ. Họ nghe suốt cho đến ngủ luôn. Thì hôm nay Giác Nhàn nghĩ là nếu hàng ngày mình đi mình niệm ra hơi sợ tổn khí, mình mệt thì có thể là mở bốn chữ buổi sáng nghe A Di Đà Phật để kết duyên với danh hiệu Phật A Di Đà, chứ không mình niệm Quan Âm nhiều lúc nó lỏng chỏng và nó hay suy nghĩ ô niệm Quan Âm không vậy có thiếu hay không. Thực ra không thiếu, nhưng mà mình phải niệm thêm Phật A Di Đà. Thì như vậy hôm nay cái máy A Di Đà Phật này có phong cách là dùng cái lúc sau khi đại chúng lễ Phật xong thì cho một chữ nửa tiếng, một chữ đại chúng, một chữ một câu đại chúng, một câu Giác Nhàn, nên dùng lại cách này. Còn nếu ai muốn mở A Di Đà Phật suốt ngày thì mình mở, còn mình đi đứng nằm ngồi thì bảy chữ Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát thì nó hơi dài một chút. Rồi mình niệm thầm ra thì Giác Nhàn thấy nó không có bền. Hôm qua áp dụng một ngày mở một câu mình niệm hai câu như nó nhốt cái tâm mình trong đó, nó hơi lúng túng một chút. Với hai nữa rằng là thấy nó hơi dài. Bởi vì mình đi đang vận hành công việc thì bốn chữ nó hay hơn. Nhưng mà không thể bỏ sáu chữ, vô đảnh lễ phải là bảy, là sáu chữ hoặc là bảy chữ, không thể bỏ hai chữ Nam Mô được. Thì nếu đại chúng dùng suốt ngày danh hiệu Quan Âm thì Giác Nhàn nghĩ là nên mở năm chữ để tâm mình rất dễ nhiếp. Còn nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày á, thì nên mở bốn chữ A Di Đà Phật để mình nhiếp theo. Cái đó là cái cách của Giác Nhàn hôm nay dùng như vậy. Còn đại chúng dùng như thế nào thì kỳ thì tùy. Thế những lúc Giác Nhàn thấy cảm giác là nên dùng luôn danh hiệu Quan Âm suốt ngày thì mở năm chữ dùng suốt ngày, cũng không nhốt luôn là có cố chấp là năm chữ. Có lúc mình gì tắt mình niệm thầm, hoặc có lúc mình mở ra bảy chữ mình nương theo, nhưng mà năm chữ vẫn là đắc lực, vẫn là dễ nhiếp, vẫn là nhớ Quán Tham Bồ Tát. Như vậy trong này có thần chú đại bi nửa tiếng một biến á, thì mình ở nhà mình tụng mình nương theo. Thì hôm nay bây giờ đại chúng trên đó mỗi người có một cái máy này, mình mở thiệt nhỏ thôi. Hôm qua thầy Long thầy mở thì treo trên cái đầu vậy, thấy nó cũng kỳ kỳ mà cũng vui vui, là để sát cái lỗ tai khỏi làm ồn người khác. Mình muốn nghe danh hiệu gì để mình nghe, hoặc giả mình đeo trên cổ mình mở nhỏ vừa đủ mình nghe thôi, là A Di Đà Phật trống câu cái mình A Di Đà Phật. Thì cái câu A Di Đà Phật nó là như vậy này: có một khoảng trống nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ba câu được. Học vậy là thầm ba câu. Nhưng mà thầm thì một câu Giác Nhàn, một câu quý vị thì nó dễ hơn. Ba câu vừa đủ thầm nếu mình niệm Nam mô A Di Đà Phật. Mà đi đứng nằm ngồi niệm bảy năm sáu chữ thì nó hơi dài. Vô lễ thì sáu chữ được. Làm sao đừng cho ngán, làm sao đừng cho ngán. Có thể những lúc mình ngồi chỗ nào đó mình niệm. Bây giờ bắt đầu tiếp tục qua đảnh lễ nè. Thì đảnh lễ này thì mình có thể cầm cái máy này, mình mọi nơi mỗi lúc mình đều đảnh lễ được. Một câu Giác Nhàn, một câu đại chúng, một câu Giác Nhàn, một câu của mình. Nhớ số vẫn tốt luôn, 8 số thôi. Nhớ 8 số vẫn tốt. 4 câu nè, này 4 câu nè. Rồi mình một câu nữa là câu thứ tư đúng không? Bốn câu, nhớ bốn câu rất dễ nhớ. Bởi vì nó có một câu bên ngoài, nó không có ép tinh thần mình khó nhớ. Rồi quỳ thấp xuống, hít một hơi vô, cái là có một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Phải Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi úp mặt xuống thở ra một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đứng dậy một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Xá xuống một câu Nam Mô A Di Đà Phật là 8 câu. Nhớ trên số 8 là được. Mà nhớ thấy nó hơi nhọc nhằn, nó mệt, cái tâm nó bó trong đó và mình cảm giác thấy nó ra mồ hôi liền à. Nó đuối nè, tự nhiên nó tót mồ hôi ra, nó khó chịu thì thả số đi, lắng nghe thôi. Rồi thả số mà thấy vẫn mệt rồi, mình chỉ còn hai câu đứng thôi, rồi úp mặt một câu thôi, giảm bớt lại thì nó khác. Rồi, cái này là lễ đúng không? Còn cái này bắt đầu. Một câu Giác Nhàn nè. A Di Đà
ra tiếng nhỏ hoặc trong tâm. Trong tâm thì dưỡng hơi tốt hơn. Thì đại chúng nếu mà lễ Phật xong mà ngồi nghe cái này là tuyệt. Hồi sáng Chánh Nhạc nói tuyệt. Hay, nhẹ. Nghe mà ngậm miệng lại, nghe và niệm trong tâm thì khí lực nó lại nhanh cực kỳ. Bởi vì niệm trong tâm để hồi phục khí lực mà. Rồi một câu nè, một câu mình nè. Nếu tối mình ngủ mình quen mở Nam Mô A Di Đà Phật thì mở cái này nó cũng nhẹ. Rồi một câu mình niệm nè. A Di Đà Phật. Rồi, trong tâm nè, trong tâm nè. Vừa khích luôn, cái gì canh vừa khích luôn. A Di Đà Phật. Tối ngủ mở vẫn ngon lắm. Mà niệm Quan Âm, mở Quan Âm thì càng ngon nữa. Rồi. Rồi. Bây giờ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Đi kinh hành nha, cái này là điều tôi đi kinh hành nè. Mình đứng dậy đi kinh hành thì cái nhịp này nó mạnh hơn. Chứ đi kinh hành mà một câu Giác Ngàn, một câu của đại chúng thì đi không được, đi không được. Một câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, hai câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là vừa nè. Nếu ai niệm nhanh thành ba câu cũng được. Nam Mô Quan Thế Âm. Ba câu cũng được nè. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm. Rồi, lễ Quan Âm phải không? Lễ Quan Âm cũng nhớ 1 đến 8 được luôn. Lễ Quan Âm cũng nhớ đến 1 đến 8 y như lễ Di Đà. Rồi, 5 chữ Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái này hay, nghe suốt ngày không thấy mệt, càng nghe càng sung mãn. Nghe thử coi. Rồi trong tâm một câu. Còn nếu trong tâm không niệm thì gì? Nhớ, nhớ 5 chữ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhiếp rất sâu. Tối ngủ câu mở câu này thì ngủ rất sâu. Và vô hình chung trong mộng hay là ác mộng hay gì đó là tự nhiên cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát ứng hiện trong sát na. Cái này Giác Ngàn khá kỳ công, đại chúng thấy thì bình thường tầm thường nhưng mà thấy bình thường đó, phi thường. Cái cách này mới giữ được thôi. Rồi Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuy rằng 100 mấy 10 triệu là loại máy lớn với máy nhỏ, không là nhiều so với làm máy lớn, nhưng mà cái đồng tiền này cũng khá là kỳ công. Mà trong cái lúc này, thực sự trong lúc này là không phải dễ có 100 mấy chục triệu thỉnh máy đâu. Đại chúng thì cầm cái máy thấy rất bình thường, nhưng mà Giác Ngàn thực sự là khổ công, dày công để cho đại chúng dùng. Nếu ai không dùng thì không sao, nhưng mà cũng phụ lòng cái người hết sức mà chân tình cung kính cúng dường cho mình. Bây giờ trên mạng thì chắc chắn là lên trang web ai thích điều gì đó lấy để dùng đủ hết như vậy. Chứ còn gửi đi là không có rồi đó. Xin chắc không có. Có 500 chia trong đại chúng hết trơn rồi. Hôm qua chúng tôi nghĩ là không có quay cái đoạn này để đưa lên đại chúng. Bởi vì sợ người ta gửi đến người ta xin máy. Thì bây giờ mình có nghĩa là 500 mình cho 300 đại chúng ở đây. Còn 200 thì người ta cứ nghe người ta xin hoài làm gì đủ nữa. Thì người ta phải lên trang web để người ta kéo cái những âm điệu này xuống người ta dùng thôi. Thời xưa người ta không dùng máy. Bởi vì tâm lực họ quá sung mãn, họ đề khởi câu Phật hiệu là nó đi vô nhất tâm, và câu Phật hiệu nó liên tục không gián đoạn, và thân tâm họ bắt đầu là sung mãn lên và họ không dùng máy cũng được. Còn mình không dùng máy thì không cách nào đề khởi và vẫu dẫu đời khởi được, trong chốc lát là nó quên. Như thầy Tánh bây giờ thầy nói thầy hơi thở với lại cái số với câu Phật hiệu là một, nhưng mà không phải giữ như vậy hoài được đâu. Giữ vậy hoài thì cũng tốt, nhưng mà có lúc nó yếu mình phải trả lại cái kiểu khác, chứ đừng có giữ một cách nó mất đi là nó mất hẳn luôn, mình thua nó. Đổi nhiều cách làm sao đó, cái cách không quan trọng, phải làm sao đó cho nó phù hợp, mà quan trọng âm thanh làm sao đừng cho gián đoạn mới là hiệu quả. Hồi tối thấy thầy bảo thầy lễ Phật 3-3-4 của thầy Tánh, mà thầy đứng là thầy niệm 6 câu luôn. Thầy quỳ thấp, không phải thầy quỳ thấp xuống mà thầy quỳ đứng á, quỳ đứng chứ không phải quỳ thấp. Thầy làm 4 câu nữa thầy xuống. Thì Giác Ngàn nói thầy lễ cái đó không sai, được, tốt lắm. Nhưng mà nếu mà lâu dài mà thầy không có, thí dụ từ 8 giờ thầy lễ đến 10 giờ mà dẫu cho thân thể thầy đứng như vậy, hơi thầy ra mà thầy không có ngồi nửa tiếng để mà lắng nghe câu Phật hiệu mà để hồi phục khí lực, thì thầy vẫn lâu ngày vẫn thua. Giác Ngàn nói thua. Ấn Tổ Ngài nói niệm Phật, lễ Phật phải lễ trong tâm.
dẫu cho thầy làm vậy là thầy khỏe, nhưng mà điều thầy phải có thời gian nửa tiếng thầy ngồi để có một câu bên ngoài, một câu trong tâm để nó hồi phục khí lực, thì nó đi đường dài nó mới bền. Còn cái cách 3-3-4 này ai áp dụng được thì càng tốt. Nhưng mà thầy bảo không áp dụng kiểu đó là đỡ tổn khí hơn. Hôm bữa vừa ba câu cái xá xuống nó đã mệt, rồi ba câu tiếp tục xuống cái bắt đầu niệm thầm nữa, toàn là hơi ra, không có cái thời gian. Như lúc trước giấc nhà áp dụng ở trong cái động đó, lạy một tiếng rưỡi tụng kinh nữa, rồi bắt đầu gì hết sạch hơi luôn, không có ngồi để dưỡng chút nào đó. Rồi tuột khí, sau lưng nó nhói, ngủ không được, khó chịu, cực kỳ khó chịu luôn. Không phải cách đó là sai hay không hay, nhưng mà mình dùng nó không có có hài hòa trong cái lúc mình dũng công 2 tiếng đó. Giờ thầy tánh sáng ông ra 2:30-3 giờ ông lại suốt 1 tiếng, có khi 2 giờ ông lại đến 4 giờ luôn, hơi ra quá chừng ông vô tuốt công phu nữa. Thì bây giờ 30 tuổi thầy không thành vấn đề, nhưng mà 50 là thầy có vấn đề. Thầy chưa tới 50 thầy thấy bình thường, 50 thầy có vấn đề. Khí lực thầy không đủ, thân thể thầy mệt mỏi, công việc thầy dồn dập, không có thời gian thầy ngồi thầy niệm trong tâm để dưỡng hơi, thầy thua. Cái này là không phải đóng mò đâu, đây là bản thân cái trải nghiệm chứ không phải đóng mò. Nói cái này là quá kỹ cho anh em dùng. Bây giờ trong này có một cái máy, hồi tối thầy tạo, hôm qua thầy tánh làm hết cực lực luôn, bao nhiêu công sức của thầy thầy bỏ thầy làm hết toàn bộ 500 cái máy nhỏ này để kịp cho đại chúng, với 50 cái máy lớn. Tối lẽ đáng lẽ tối thầy vô thầy công phu, mà thầy mà làm nhiều thầy không công phu, cái đầu thầy khó chịu, thiếu câu Phật hiệu thầy khó chịu. Chúng tôi cũng vậy. Bây giờ 50 cái máy lớn là cái máy hộp dịch á, máy to to này nè, thì thiện sẽ để trong phòng 2 người một cái, mở quán thăm Bồ Tát suốt trong đó luôn, 5 chữ đi. Rồi học giả muốn đọc bậc văn sao gì đó mở ra cho anh em nghe chung. Cái máy đó là chung, khi vô rồi cái máy nhỏ mỗi người phải tắt đi, nghe một loại âm thanh là một cái máy bự đó, để nó hòa trong cái phòng mình vừa đủ thôi. Đừng có mở lớn quá qua cái phòng bên cạnh đó, thì 2-3 tiếng nó, 1 tiếng nhưng mà nghe trước sau nó lỗi chổi liền. Hồi sáng chúng tôi mở Nam Mô A Di Đà Phật trong máy, mà chúng tôi canh vừa lúc mà cái máy này cũng bật lên A Di Đà Phật, thì 2 cái âm điệu nó là một luôn, máy này với đó là một, khoảng cách là một. Nhưng mà mở trước sau thì nó lỗi chổi liền. Cho nên thành ra ở trên đó từng phòng của quý thầy nên mở một cái máy lớn quán thăm Bồ Tát. Hoặc thích là A Di Đà Phật 4 chữ nó dễ nhiếp hơn, hoặc 5 chữ nó dễ nhiếp hơn. Thử coi, mở suốt luôn cho đến ngủ luôn. Đó là cái máy lớn để trong phòng, không được mang ra ngoài. Còn máy nhỏ này mang đi được. Còn mấy Phật tử trên đó họ có nhà, 2 vợ chồng lấy một cái máy lớn, 50 cái hồi nãy, hồi chiều hôm qua mang lên không đủ thì gì, thì có thể là chút nữa làm thêm mang lên. Một nhà được một cái máy lớn để im trong đó, mở suốt danh hiệu Quan Âm. Có nhiều người họ mở danh hiệu, có cái gia đình đó họ mở, họ thâu ra như Đạo Phật, họ mở suốt luôn rất bình an. Mà chúng ta nói là phải mở thêm danh hiệu Quan Âm. Bây giờ Ấn Tổ nói cứ niệm Phật không, không niệm Quan Âm thì khó. Khó là sao? Không có sự gia trì của Ngài, khi trở ngại rồi một cái gỡ không nổi à? Chứ không phải đơn giản đâu. Thì giờ mình niệm Phật suốt ngày, mình ở mở Quan Âm thêm để Ngài gia trì trong đó nha. Hôm bữa mất cười, hôm qua nói chuyện với thầy Minh, hôm trước nó đã không ngủ được, nó mệt rồi, công việc nhiều. Con ếch nó cứ mà nó kêu cái tiếng mà mình mới đầu thì mình nghe không thành vấn đề, mình thấy bình thường. Bây giờ trước cái nhà nó có một cái tượng tâm thánh, bộ tượng tâm thánh mà nước ở dưới đó đó. Trời ơi, nó kêu càng về đêm mà càng rõ. Nó chát cái đầu ra, tạt nước cho nó chạy. Tạt nước nó chạy chập, nó kêu tiếp. Trời ơi, nó kêu không biết chừng nào mày ngưng cho tao ngủ mày. Bữa đó chưa có mở niệm Quan Âm, chưa cái chế niệm Quan Âm, mà nó kêu rõ, mà càng về đêm mà càng rõ. Mà cái lỗ tai mình càng nghe nó càng nhói ở trong đầu, bởi vì mình mệt quá. Mới lần đầu không có gì hết, mà mình ngủ thì thôi đâu có chuyện gì đâu. Trời ơi, nó kêu càng ngày càng rõ. Cuối cùng mở Quan Thâm Bồ Tát lên, cái nó mất tiếng hồi nào không hay luôn. Mình lắng nghe tiếng Quan Âm, cái tiếng là tự nhiên nó mất. Hay ghê. Bà Minh ở đây là mỗi lần chú tị ai đục rạch một cái là bà bực, bà khó chịu. Nó có tiếng là suốt đêm bà ngủ không được luôn. Bây giờ bà mở cái tiếng này lên thì tiếng gì đi nữa nó cũng xóa mấy cái tiếng kia thôi. Đúng không? Ngày hồi xưa ông bà mình nói lấy tiếng hát mà ác tiếng bơm, mấy đứa nhỏ nó nghe bơm thả râm 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 sợ quá. Cuối cùng người mẹ hát cho lớn lên: ầu ơ dí dầu cầu giác đóng đinh, cầu che lắc léo gặp gình khó đi, khó đi. Hát như vậy cái nó nghe cái tiếng hát cái nó ngủ, chứ nghe tiếng bơm nó sợ chết nó sao. Nghe tiếng hát mà ác tiếng bơm á, ai nghe tiếng Quan Âm mà ác tiếng nhái á, tiếng cổ ăn nhái nó kêu mà nó kêu rõ kinh khủng nha. Thì cái tiếng này sẽ áp cái tiếng của nó và dễ chịu hơn. Thực ra cái tiếng nó không khó chịu, mà do mình mệt quá rồi mình nghe mình nhói cái đầu mình thôi, chứ làm gì cái tiếng nó khó chịu đâu.
Nó kêu nó có bắt mình khó chịu đâu, đúng không? Vạn cảnh điều nhàn, do tâm tự rối, hiểu không? Như vậy hôm nay chúng tôi phát minh ra cái máy này là từ cái câu chuyện chút nữa thầy Minh sẽ đọc, đó là gì? Ông cha nấu cỗ chay, nghe câu Phật hiệu vô tâm chứ không phải lưu tâm, thế mà vẫn đứa con khi mất vẫn xin câu Phật hiệu. Thì hôm nay chúng tôi nói tổng quát, ai muốn dùng A Di Đà Phật thì cứ dùng bốn chữ đi đứng nằm ngồi rất nhẹ, có một câu khoảng cách. Từ hôm trước giờ cho bao nhiêu cái máy cứ niệm ào 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 ào, mình không dính một câu nào, mình không đề khởi một câu nào hết trơn. Một câu bên ngoài của cái máy là để kích động đề khởi cái tâm mình lên chứ. Rồi giờ nói qua chuyện ăn nè. Ví dụ chiều ai thấy mình có thể không ăn chiều được, đủ sức khỏe, nghỉ ăn chiều luôn. Nhưng mà theo đối với chúng tôi và nhìn trong Ấn Quang, tổ sư Ấn Quang nói là Ngài vẫn dùng chiều mà dùng nhẹ. Nhưng mà riêng bản thân chúng tôi tu một thời chiều 2 giờ đến 4 giờ rồi nó đang ổn rồi, bắt đầu ăn vô nó ứ cái bụng, cái câu Phật hiệu nó trệ. Trên bữa cô Long là cô ăn một ngọ thôi mà chiều bắt cô ăn cô không bao giờ ăn được hết. Sáng cô ăn cháo một chút thì được, trưa cô ăn cơm chứ chiều cô không ăn. Thì cổ đề khởi câu Phật hiệu liên tục, nhờ cái pháp vị đó cổ khỏe, cổ quen rồi. Thì bây giờ chiều ở trên tỉnh thất với ở dưới này, nếu đại chúng thấy rằng cơ thể đủ sức, trưa ăn thêm một chút, chiều không ăn cũng tốt, nhưng sau khi công phu xong nấu một nồi cháo hay cái gì đó, súp gì đó để đại chúng trên đó đó, không ăn chiều vô tu nó khác. Hôm qua chúng tôi với thầy Nhuận Minh áp dụng, mà chúng tôi áp dụng mà nói thầy Nhuận Minh chứ không phải để một mình sợ mình ức đoán, suy đoán bản thân mình rồi nó trở ngại cho người khác. Thầy Minh nói tốt. Quý vị cứ để ý chiều quý vị công phu xong, quý vị tối quý vị tu luôn một thời nữa, rồi mình ra 8 giờ mình dùng một chén cháo loãng, cháo gì đó nói ấm bụng vừa đủ ngủ là được. Ở đây mình đâu tốn sức làm gì nhiều đâu. Ngoài đời người ta gầy sâu cuốc bẩm lo văn phòng, người ta làm mới thất điên bắt đảo, mới hao năng lượng vọng tưởng, chứ còn mình đâu có nhiều đâu. Đó giờ ăn bụng no phải không, ra làm sơ 2-3 tiếng, cái trưa ăn bụng nữa ngủ, rồi chiều tu sơ tối quất bụng nữa làm sao tu. Để chúng coi lại đấy. Hôm bữa thầy Thiện thầy nói chiều con không ăn, con tu rất ngon. Hôm bữa chúng tôi bắt thầy ăn lại, nhưng mà giờ chúng tôi nói nên dùng sâu công phu một chén súp, một chén cháo hoặc một cái gì đó. Hôm bữa chúng tôi lên thấy thầy Phổ, thầy làm mệt, thầy làm một tô cơm như vậy, chiều nào thầy cũng làm, cuối cùng thầy chịu không nổi, vô tu nó ứ cái bụng lạy, nó ổi cơm ra, công phu bị giảm rồi, thấy khó chịu làm sao chịu nổi. Hôm qua chúng tôi với thầy Nhuận Minh chiều không ăn gì hết, lên tu luôn một thời, tối lùng dùng một chén súp, chén cháo nhẹ, tối ngủ rất ngon, rất dễ chịu. Sau khi mình dùng xong rồi nó hơi ấm cái bụng lại đó, mình ngủ rất là ngon. Còn nếu dùng 4 giờ chiều hoặc 4 giờ rưỡi tối làm một tô mì bự như vậy, hôm qua thầy Giác ông làm một tô bự như vậy, chú Thắng một tô bự như vậy, chú Tiểu bây giờ ngồi kia đang ngủ kìa, ông đang ngủ chưa đó. Đó, ngủ đó. Hôm qua ổng làm một tô mì bự như vậy nè. Cái bụng ổng thiệt ra như con nhái chút gì không? Nó làm ổng làm một tô mì bự như vậy nè. Ổng ăn không nổi, ổng thở hệt, kêu rồi nó chết sớm thì sao? Ông Giác này bày đàn ra. Đó, bây giờ cứ nghĩ đi, ăn 4 giờ rưỡi tu xong thời tối đói. Chắc luôn. Bây giờ đã ăn 4 giờ rưỡi rồi vô tu không được rồi, mà tu ra rồi vọng tưởng nó dí đói, chứ thực ra chưa hết cơm, quất một tô mì vô nữa rồi tối ngủ mê man trong đó, mì là nó độc hại vô cùng, nuôi chúng như vậy là giết nó như không rồi. Hôm qua chúng tôi nói thầy Giác đó, riêng khu chuyên tu áp dụng chiều hôm nay, đóng cửa không cho ăn chiều lúc 4 rưỡi nữa, tu xong rồi mới mở cửa ra lúc 8 giờ là lúc chiều đó, mở cửa tối tu xong đó, đóng mở cửa ra cho đại chúng dùng xong rồi bắt đầu đi ngủ. Làm như chúng tôi chỉ đi, bảo đảm đừng nghi ngờ nha. Chúng tôi với thầy Minh tối làm rồi đó, đừng nghi ngờ. Ăn vô trong lúc trước khi tu không được mà no, mà tu xong rồi cuối cùng lại đói, ăn thêm một tô mì nó bự như vậy nè. Ông nhỏ chút xíu cái bụng ông như con nhái, mà ông ăn giống giống như con bò, hỏi làm sao ông chịu nổi, ông chết liền. Chúng tôi với thầy Nhân Minh dẹt màn ra, chúng tôi nói thầy Nhân Minh nhỏ này chết sớm, nếu nó ăn vậy là nó chết sớm. Đúng không? Đó giờ lên ngủ luôn. Làm sao nó tu được? Không ai hướng dẫn cho nó, nuôi rồi để bừa để bãi đó, thì hỏi làm sao? Không? Lúc trước sở dĩ chúng tôi không nói cái này là lo cái chạy đi xây dựng thôi, lo chuyện bên ngoài. Bữa nay thực sự để mà chiêm nghiệm lại cái bản thân mình với đại chúng thì thấy nó có những lỗ hổng mình phải điều chỉnh lại. Ở trên đó đại chúng không ăn chiều đi, tu đi rồi ra ăn chén súp coi nó khác.
Trời ơi, cái lúc mà chiều tu xong rồi cái bụng nó đói đói, nó niệm, nó vô bà Long này bắt bà ăn chiều, giết bà cho bà không ăn là không ăn. Bởi vì bà quen cái bụng, bà niệm đang ngọt mà. Nhưng mà phải làm sao đó, đừng có để nó mất sức quá thì coi như thua. Chúng tôi nói đầu này bà chạy được kia, cuối cùng bởi vì bà niệm Phật nó không vô. Quý vị để ý đi, chiều quý vị không ăn, quý vị công phu thì coi nó có khác không. Nó ngọt, nó vô êm lắm, lại sướng lắm, không có ọ ọ khó chịu. Thầy Giác là chuyên môn sáng thì gì, ổng lờ đờ ổng ngủ, bởi vì chiều tu đâu có nổi đâu, ăn một bụng vô nữa ổng rất khó chịu về cái chuyện tu đó, bởi vì ăn uống nó không có điều độ. Thấy không? Mà bắt ăn rồi bắt thêm hai ba ông ăn vô nữa thì hỏi làm sao, chết đi chứ. Mà ăn mì gói nữa thì thôi rồi, nguy hiểm cực kỳ luôn. Đó. Cho nên đại chúng như thầy Thiện, thầy kêu thầy không ăn, thầy đủ sức cứ như vậy mà làm. Khi nó thiếu sâu công phu cho nó một chút được. Làm đi, mấy chữ làm thử đi, cái này kinh nghiệm rồi. Mấy bà ăn với ngủ không hỏi làm sao mà tu. Hầu như ở đây là ngủ gục, không lên chánh điện là ngủ gục. Ăn một bụng buổi chiều vô rồi lên ngủ gục, không. Rồi vô bếp nói chuyện xì xào, không nghe tiếng Phật hiệu, ồn chú Châu nói. Không thể nào mấy cái bà già bà vô bếp bà ồn cũng chịu nổi. Thấy chưa? Cái chỗ này hôm nay là chúng ta nói, nó mất hết là như vậy là hết 40 phút rồi đó. Như vậy hôm nay chúng tôi nói vừa xong rồi, bắt đầu là thầy Thiện cho nó, là thầy Phiên phát mấy cho đại chúng. Mà trong nhà họ có một cái để họ mang đi ra bên ngoài, họ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, nghe tiếng niệm Phật đi, rồi chiều nghe Quan Âm, có khi là nghe Quan Âm hết. Chứ đừng có nghe suốt Di Đà luôn, không có Quan Âm là thất bại đó. 1000 câu Di Đà là phải có 500 câu Quan Âm. Còn trở ngại là niệm Quan Âm suốt ngày luôn đi. Mình đây là coi như cái tâm nó chưa có cái sức mà vô ý, là không có sợ những cái chuyện mà coi như bắt trắc đến với mình đâu. Phải nên niệm Quan Âm thì nhiều đi. 4-5 chữ đó là hiệu quả cực kỳ dễ nhập luôn, cực kỳ dễ nhập. Một câu chúng tôi, một câu quý vị là dễ nhập cực kỳ luôn, thở đều bình thường. Còn nếu mà lễ Phật thì nên hít sâu vô theo khả năng của mình thì nó sảng khoái, nó khỏe ra đó. Bây giờ mình nghe lại cái chuyện tổ nói là cái câu Phật hiệu mở ra nghe cũng có công đức. Bây giờ thầy Minh đọc, chúng tôi nói đến đây, bây giờ thầy Minh đọc cái đoạn này cho đại chúng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhận được thư hôm rằm, biết bệnh của Từ lão thái đã đỡ rất nhiều. Phàm người lâm chung thần thức hôn loạn, nếu uống nước đại bi hoặc nước pha từ tro hương đại bi hay nước nấu từ gạo đại bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người trợ niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. 1-2 năm qua đã có 3 người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà một bao tro hương, kể cả bao bì và to thuốc nặng 4 lạng, chia làm 8 bức thư gửi đi, chắc đã nhận được rồi. Chuyện niệm Phật ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này thì cần phải chí thành khẩn thiết thường niệm. Nếu chỉ để gieo thiện căn, dẫu đùa bỡn niệm một câu cũng nhất định sẽ trong đời sau nhờ vào thiện căn ấy phát khởi mà tu trì. Vì thế cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy đều gieo thiện căn. Một câu Phật hiệu này đã gieo vào trong 8 thức điền sẽ vĩnh cửu chẳng diệt. Lúc Đức Phật tại thế, một cụ già muốn xuất gia đầu Phật, 500 vị thánh chúng quan sát, thấy từ 8 vạn kiếp đến nay, ông cụ trọn chẳng có một mảy may thiện căn nào, bèn cự tuyệt chẳng thâu nhận. Ông cụ liền gào khóc ở phía ngoài kỳ viên, Phật cho gọi vào thuyết pháp cho ông cụ, cụ liền chứng đạo quả. 500 vị thánh chúng đều chẳng hiểu được nguyên nhân, hỏi Phật. Phật dạy người này trong vô lượng kiếp trước do bị hổ đuổi phải trèo lên cây, niệm một câu Nam Mô Phật, gặp ta bèn đắc đạo. Đạo nhãn của hàng thanh văn các ông chẳng thể thấy được. Do vậy biết rằng chịu niệm Phật cố nhiên là tốt. Nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu cũng gieo được thiện căn,
nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao. Gần đây ở Vô Tích, người niệm Phật rất đông, có một người nấu món chay, hãy mở Phật thất đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hằng ngày nghe tiếng niệm Phật. Về sau đứa con ông ta chết, liền nói: con sắp chết nhưng chẳng thể đến được chỗ tốt lành, cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến được chỗ tốt lành. Người cha nói: cha chẳng niệm Phật làm sao có Phật được. Đứa con nói: Phật của cha nhiều lắm, chỉ cần cha nói một tiếng, con sẽ chết an lành. Người cha nói: vậy thì tùy con, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: mình chẳng hề niệm Phật, sao lại có Phật. Người hiểu biết bảo: lúc ông nấu cỗ chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hàng ngày thường nghe mọi người niệm Phật, cho nên cũng có công đức lớn. Đấy là kẻ vô tâm nghe, chứ nếu luôn tâm nghe thì công đức càng lớn hơn. Niệm kinh thì không có câu văn được lặp lại, chẳng thể nghe từng câu rõ ràng, minh bạch được. Dẫu lưu tâm lắng nghe cũng khó thể nghe cho rõ ràng, huống là kẻ vô tâm ư. Đủ biết công đức niệm Phật thật thù thắng. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 431, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ 9. Nam mô A Di Đà Phật. Cái câu chuyện một cái ông nấu cỗ chay này là chúng tôi chắc nghe cũng hơn chục lần, chúng tôi chiêm nghiệm cái điều này rất lâu, cho nên hôm nay mới suy nghĩ ra cái máy này. Chẳng thật lấy tiền tâm bảo mua máy cúng dường đại chúng, đại chúng nên dùng cho tốt, vô hại. Một câu Quán Thâm Bồ Tát, một câu trong tâm, niệm hoài không biết mệt, vô hại không căng thẳng. Một câu A Di Đà Phật trong máy, một câu trong tâm, niệm trong tâm, dưỡng hơi, dưỡng thần, dưỡng khí rất tốt. Đừng xem thường cách này. Thầy Phiên nói: trời ơi, trước giờ cứ nghe A-mi-tổ-phò tiếng Tàu không, sư phụ đưa cái máy Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, con nghe xong con tắt máy, trong đầu con vang lên cái tiếng đó. Không niệm mà nó vang lên, mà một chút nó mất thôi. Cái đó là thâu vô rồi nó phát ra, một chút nó mất, phải từ tâm khởi lên nữa. Bây giờ nghe năm chữ nhiếp rất sâu, rất sâu. Một đêm thôi là mình thấy nó khác rồi, rất sâu. Hôm bữa có một cái đứa nhỏ 29 tuổi, nó tự tử, nó chuẩn bị, nó ghi với chút hết rồi, chuẩn bị tự tử, nó chết. Cha sợ quá chạy xuống gặp thầy Phiên, xong rồi gọi chúng tôi nói bây giờ phải làm đúng như cách chúng tôi. Nhà có thờ Phật chưa? Ông kêu thờ ông bà không. Nếu thờ ông bà phải thỉnh tượng Quan Âm về cung kính hoa hương, tùy theo đó mà mình trang trí cung kính, ngày đêm đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm niệm hồi hướng cho nó, bắt nó phải niệm và mở danh hiệu này suốt ngày trong nhà, nó sẽ mắc cái niệm đó. Đúng thiệt, hôm sau mất ý niệm xuống hỏi thầy Thiện, thầy Thiện làm luôn một lần một tiếng mấy, gần hai tiếng, nó nghe nên nó hết liền. Cực kỳ linh nghiệm Bồ Tát Quan Âm, quá giải những cái ý niệm ở trong tâm tưởng mình. Thí dụ mình không có bệnh hoạn, không có chuyện gì hết, nhưng mà cầu cái gì cũng được, cho cầu đại niết bàn, cầu vãng sanh cũng được. Nhiều lúc chúng tôi hay bị nghi ngờ niệm Quan Âm không có niệm Phật có được vãng sanh không? Được, nhưng mà bây giờ mình phải niệm Phật nữa để mà mình có cái vốn để mà mình có thể chia sẻ với đại chúng được. Như chúng tôi không niệm A Di Đà Phật và không có lễ Phật thì làm sao có kinh nghiệm cái này để mà chỉ những người họ niệm Phật. Nhưng mà khi mình niệm Phật chưa có vô thì phải cần Bồ Tát Quan Âm hỗ trợ nhau. Mà hỗ trợ không phải là một câu hoặc năm bảy câu thầm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát rồi ở trong tâm nó cứ như vậy, nó đổi qua đổi lại nó khó. Thời nào ra thời đó, buổi sáng cho niệm Di Đà luôn, chiều Quan Âm luôn, hoặc suốt ngày Quan Âm hai thời Di Đà cũng được. Dùng làm sao để cho tốt, mà niệm Quan Âm nó càng mát mẻ, nó nhẹ nhàng. Thì nó hôm nay vẫn nhận cúng dường đại chúng, nói như vậy để đại chúng dùng. Còn dùng hơn nữa được, dùng hay không vào là như thế nào đó tùy quý vị, chứ chúng tôi cũng không còn phương pháp nào khác. Đây là cái cách để đi đứng nằm ngồi, còn cái cách để dụng công trong đại chúng thời khóa đã đủ rồi, có rồi. Đó là bổn phận chúng tôi đã tròn. Giờ đây không nói nhiều nữa, không nói nhiều, đủ rồi, đủ nói chi nữa. Điều họ dùng hay không thôi, chứ nói làm gì nhiều. Còn nếu họ không có tính tâm, họ đọc văn sao đi. Rồi một tiếng đồng hồ mất cái thời gian người ta niệm Phật. Dĩ nhiên là cái chuyện mình đem cho người ta hiểu biết về Phật Pháp, mở mang trí tuệ, mở mang tri thức, đó là công đức bậc nhất gọi là Pháp Thí. Còn cái công đức mà phóng sanh, đó là công đức kéo dài thọ mạng.
là sức khỏe thỏa mãn có, còn là nói cho người ta hiểu và người ta biết người ta tu, đó là cái công đức của trí tuệ, phước trí nhị nghiêm. Nhưng mà đủ rồi, lâu lâu nói như vậy mà họ không dùng thì thôi, đúng không? Cho nên cái cách mà ngồi một câu chúng tôi, một câu đại chúng, thầy Tánh Huệ Thâu, cái này lưu tâm coi thử coi cái khí lực mình nó lên như thế nào, mà nó khỏe ra sao, biết ngay, hiểu không? Người ta dùng rồi người ta nói mình nên dùng, mình không phát minh thì mình dùng theo có hữu ích, đừng nghi ngờ. Dùng lâu ngày đi rồi tự nhiên cái tâm cung kính, cái tâm mà không có sanh nghi nó khởi lên là bắt đầu mình thấy có thọ dụng. Người đi trước người ta có kinh nghiệm, người ta dùng người ta biết nó trở ngại ra sao. Hôm bữa chúng tôi dùng cái cách là vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật xong đứng rồi bắt đầu liên tục câu Phật hiệu thì nó cũng bị cái tâm mình nó cũng độ chịu không nổi, nó mệt. Chỉ nhớ số còn không buông số ra, vừa phải nó, đừng có gấp lắm, đừng có ép nó lắm, đừng có dồn nó lắm và đừng có nôn nóng nó lắm, đừng có gấp gáp vội vã lắm, hết sức là khéo léo trong lúc vận dụng nó. Chú bảo cho nó trồi lên thấy thức ăn ngon quá, chiều biết ăn vô rồi chút nữa vô tu là không nổi, nhưng mà kìm cái miệng không lại là một bụng rồi, tối tu không được. Cái miệng nó hại cái bụng không? Không biết vận dụng cái ăn uống sinh hoạt tu tập cho đúng thời đúng lúc, cho nên cuối cùng nó phá luôn hết công phu, cái thân lại bệnh luôn. Ăn no mà lại y ảnh ra làm sao, đúng không? Người ta quay đời, người ta đi làm mệt mỏi về tối, người ta ăn một bụng trai gái, hoặc người ta chơi coi sinh đê gì đó, người ta ngủ chìm trong cái đó, người ta thấy khỏe, bây giờ không có tổn khí, họ có làm gì đâu tổn khí. Có người hát được, dạy học được, họ tốn chút đỉnh thôi, còn mình đây là tổn khí không? Nói vậy để chúng biết, mấy bà già không khí lực đâu có còn vậy đâu, sanh đẻ rồi bao nhiêu cái chuyện là ác niệm trong tâm rồi, nó chiêu cảm quả báo ác đến, bây giờ chạy vô đây trốn tu cũng không nổi thì hỏi làm sao mà duy trì được ở đây lâu dài, thấy không? Chúng tôi nói đây là chân tình cung kính đại chúng, mà nó là cái máy nó đưa ra phải nói như vậy mới kết quả, chứ vừa được 15.000 cái rồi vứt sạch không có ai xài đến. Do chúng tôi cũng không có nói cặn kẽ tận tình để mà mình chiêm nghiệm, mình hành trì, cho nên mình đâu có kết quả. Thôi để chúng nghĩ. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật.